Tốn tiền, người yêu cũ. Đằng kia có cái gì kìa? Làm gì có gì đâu. Làm vợ anh nhé. Em từ giờ em đã là vợ của anh rồi đấy, biết chưa? Em đã đồng ý đâu. Anh không biết, em đã đeo nhẫn của anh rồi còn gì. Em phải là vợ anh. Cuộc đời này anh không để ai khác ngoài em làm vợ anh đâu. Alo. Là anh đây. Hả? Sao lại là anh? Em vẫn nhớ anh sao? Có chuyện gì? Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Anh còn biết là em sắp lấy chồng cơ. Em định lấy chồng thật sao? Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Hà, hãy tha lỗi cho anh. Anh thực sự không thể quên được em. Anh nói gì vậy? Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh không thể sống thiếu em được. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi cúp máy đây. Em nhận được quà của anh rồi chứ? Anh muốn gì? Anh muốn gặp em. Hẹn em chiều nay 3 giờ. Nhớ đến đó. Nếu không muốn chồng sắp cưới của em nhận được quà. Anh muốn gặp tôi làm gì? Em đừng nặng lời với anh thế. Anh vẫn còn yêu em. Chúng ta quay lại với nhau được không? Xin lỗi, tôi sắp lấy chồng rồi. Tôi cũng không có ý định làm bạn với anh. Chứ đừng nói là làm người yêu. Em nghĩ sao nếu chồng sắp cưới của em nhận được những bức hình thân mật giữa chúng ta ngày trước? Anh còn rất nhiều trên máy tính. Em muốn hủy cũng không hủy được đâu. Tại sao anh lại làm thế? 3 năm qua, khi tôi đau khổ thì anh ở đâu? Tại sao bây giờ lại xuất hiện để phá tôi? Anh chỉ muốn chúng ta quay lại với nhau thôi mà. Không bao giờ, anh là đồ tôi. Không bao giờ tôi quay lại với anh đâu. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh chắc chắn cậu ta chưa biết chuyện quá khứ của em. Em vẫn còn nhớ chuyện đó chứ? Chẳng một thằng đàn ông nào có thể bỏ qua cho vợ sắp cưới của mình với cái sai lầm đó đâu. Anh đúng là đê tiện mà. Anh yêu em mà. Có gì gọi cho anh nhé. Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ? Nếu như hắn nói về anh ấy chuyện quá khứ của mình thì sao? Em xin lỗi. Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào trong lúc này cả. Em đã suy nghĩ chưa? Về với anh nhé. Không đời nào. Vậy để anh gửi cho Đức tờ kết quả siêu âm con của chúng ta ngày trước nhé. Anh dám? Tôi cấm anh làm thế. Vậy anh cho em thêm 2 ngày nữa để suy nghĩ nhé. Bao nhiêu đầy đủ chưa? Hãy trả lại tôi tất cả những tấm hình anh có và cả tờ giấy xét nghiệm kia nữa. Anh không cần tiền, anh cần em. Dù tôi không có ai lấy thì cũng không bao giờ lấy anh đâu. Em, sao mấy ngày nay anh gọi cho em không được? Em làm anh lo lắm, em biết không? Anh à, chúng mình chia tay đi. Chia tay? Sao lại thế? Em xin lỗi, anh đừng tìm em nữa. Hà, đứng lại đã. Em. Em đi đâu? Tại sao em lại bỏ anh? Em xin lỗi, em không thể ở cạnh anh được. Em cũng xứng đáng. Em nghĩ tình yêu của anh chỉ đến vậy thôi sao? Bao năm qua anh còn chưa hiểu con người em thế nào sao? Em không xứng đáng thì còn ai xứng đáng với anh nữa? Còn nhiều chuyện anh chưa biết về em đâu. Em thực sự không xứng đáng. Anh về đi. Anh biết cả rồi, chuyện của em và tháng trước kia. Sao em lại giấu anh? Em xin lỗi. Nếu anh đã biết cả rồi thì anh còn đến tìm em làm gì nữa? Hãy để em đi đi. Em nghĩ anh sẽ từ bỏ em chỉ vì những chuyện trong quá khứ hay sao? Người đáng khinh ở đây là hắn, chứ không phải em. Hắn đã gửi cho anh tất cả những hình ảnh quá khứ của hai người. Hắn dám làm thế thật sao? Anh thấy anh. Mấy hôm trước em tránh không gặp anh. Anh đã nghĩ có vấn đề gì rồi. Anh đã tìm gặp hắn và cho anh ta một trận. Loại đàn ông như hắn thật đê hèn. Anh đã gặp hắn sao? Hắn đã sai khi cho rằng nếu gửi những hình ảnh đó thì anh sẽ rời bỏ em. Nhưng ngược lại, anh càng thương em hơn. Em cũng chỉ là nạn nhân của hắn thôi. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi em à. Anh không để bụng những chuyện quá khứ sao? Anh yêu con người hiện tại của em. Điều anh quan tâm là tương lai chứ không phải quá khứ.
Không có gì có thể ngăn cản tình yêu của hai chúng ta được. Em hiểu không? Về với anh đi em, chúng mình sẽ hạnh phúc mà. Anh yêu em. Vâng, em cũng yêu anh. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis nhập khẩu bởi Sun Pharma. Tuấn và đôi giày mới. Mẹ ơi! Mẹ đây, con về rồi đó hả? Mẹ ơi, đôi giày của con đã mòn hết cả rồi, con đi đau chân lắm. Mẹ mua cho con đôi giày mới đi ạ. Đây, vừa đúng lúc, con đi thử xem có vừa không. Ôi, một đôi giày mới, con cảm ơn mẹ. Ôi, vừa như in. Mẹ ơi, con thích quá. Đẹp lắm, bác Tám cho con đôi giày này đó. Bác ấy mua cho con trai của bác ấy nhưng lại không vừa, nên bác ấy mang sang cho con. Đôi giày này là của Tú ư? Mình chả thích cậu ta chút nào. Hồi trước đã mấy lần cậu ta chơi xỏ mình rồi, vậy mà giờ mình phải đi đôi giày bỏ đi của cậu ta. Rồi cậu ta sẽ chế giễu mình cơ mà xem. Sao thế con? Đôi giày làm sao à? Không ạ. Thôi, con vào trong học bài đi ạ. Tại sao mình phải đi đột thừa của người khác cơ chứ? Nhất lại là của tên Tú đó nữa. Mình ghét cậu ta. À, mình có cách rồi. Mình sẽ đi đôi giày đó, vừa đi vừa phá, cho đôi giày hỏng thật nhanh. Và rồi mẹ sẽ mua cho mình một đôi giày mới toanh. Mai mình có hẹn chơi đá banh với tụi Sửu và Tí. Mình sẽ tranh thủ lúc đó quạt giày thật mạnh xuống là được. Như thế giày sẽ hỏng nhanh hơn. Mình thật là thông minh. Ngày hôm sau. Bên này, mau đá cho tớ đây nha. Mình phải miết mài giày cho rách ra mới được. Bọn tớ về nha, tạm biệt. Ừ, chào hai cậu, mai gặp lại nha. Thế là giày đã bị rách te tua rồi. Mình mau mau về cho mẹ biết thôi. Con chào mẹ, con về rồi đây ạ. Con về rồi á thì tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm tối nào. Mẹ ơi, đôi giày này mỏng quá, con đá bóng có một hôm mà rách hết cả rồi. Mẹ ơi, rách thế này làm sao đi được nữa mẹ nhỉ? Để mẹ tính. Dạ, vâng, con đi tắm đây. Không biết mẹ đã mua giày mới cho mình chưa nhỉ? Mẹ ơi! Sao thế con? Mẹ không thương con gì cả. Đôi giày kia đã rách tươm ra như vậy mà mẹ vẫn bắt con đi. Con muốn mua một đôi giày mới tinh cơ. Con không muốn đi đôi giày vá kia đâu. Tuấn này, nhà ta không có tiền. Sắp tới giỗ ba con rồi, nên mẹ còn phải dành tiền lo việc. Con trai à, mẹ biết từ khi ba con mất, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hãy hiểu rằng mẹ đang cố gắng làm nhiều điều tốt nhất cho con. Mẹ đã rất vui khi bác Tám cho con đôi giày mới. Vậy mà... Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi. Con hư, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, không để ý gì tới mẹ. Trong khi mẹ vất vả chăm lo mọi thứ cho con. Mẹ rất vui vì con đã hiểu ra. Vậy còn đôi giày kia con... Con sẽ đi chúng ạ. Con không cần đôi giày mới nữa ạ. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn,
trạng người. Hisenix nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Điện thoại hỏng. Đủ hết chưa con? Kiểm tra có còn thiếu gì nữa không? Đủ hết rồi mẹ à. Con gái à, mẹ chỉ có mình con. Vậy mà phải để con đi làm ăn xa. Mẹ con nhất định sống tốt mà mẹ. Ngược lại, điều con lo nhất là mẹ đó. Mẹ sẽ hết sức chú ý, con cứ yên tâm. Lên đến nơi nhớ gọi điện liền về cho mẹ nha con. Vâng, con nhớ rồi mà. Bà Năm, con gái lại gọi về kìa. Mau sang nghe điện thoại đi. Ôi, thế à? Alo, vâng à con. Mẹ ơi, con báo tin vui cho mẹ nè. Con làm tốt, nên mới được sếp ký duyệt tăng lương cho con đó mẹ. Thế à con, tốt quá. Vâng, sếp bảo nếu còn tốt hơn nữa, sếp sẽ cân nhắc con lên làm trưởng bộ phận đấy mẹ à. Thế mẹ ở nhà có khỏe không? Mẹ khỏe lắm con à. Con không phải lo lắng gì đâu. Mai con gửi tiền về, mẹ gọi người đến lắp điện thoại bàn cho nhà mình, để mẹ con mình tiện liên lạc mẹ à. Lắp làm gì cho tốn kém. Mắt mẹ kém nên có nhìn rõ số mã gì đâu mà dùng. Con cứ gọi nhờ về nhà bác Bảy, mẹ sang có mấy bước chân thôi mà. Gọi nhờ người ta hoài cũng phiền chứ mẹ. Mẹ không cần gọi cho con đâu. Con sẽ thường xuyên gọi về. Khi nào chuông kêu á thì mẹ cứ nhấc máy lên nghe là được rồi. Còn về tiền mẹ không phải lo. Con đi làm cũng lo được mà. Ừ, vậy cũng được. Thế bao giờ con xin phép nghỉ về thăm nhà được với con? Đợt này con bận lắm mẹ à. Không xin nghỉ được. Thôi, con phải đi làm việc rồi. Khi khác con gọi lại cho mẹ nha. Con chào mẹ. Được rồi đấy bác à. Bác muốn gọi thử cho ai không để cháu bấm gọi cho bác? Đây, đây là số con gái của bác. Họ lắp xong rồi hả mẹ? Thế nghe có rõ không? Rõ lắm con à. Vậy là từ nay có điện thoại rồi. Mẹ con mình sẽ trò chuyện thoải mái. Mẹ vui lắm con à. Vâng, khi nào rảnh là con gọi về ngay. Thôi, con phải vào làm rồi. Nói chuyện với mẹ sau nha. Ừ, vậy con đi làm đi. Thời gian sau. Dạo này con bé bận quá hay sao? Hơn tuần nay rồi không thấy điện đốm gì. Không biết nó trên đó sao rồi. Vân mới vào được có vài tháng mà khác hẳn. Giờ ăn mặc đẹp hơn, xinh hẳn ra ha. Các cậu nói quá rồi, xinh gì đâu. À, mà anh Huỳnh giám sát dạo này đang tán cậu đúng không? Thấy quan tâm cậu ghê lắm. Anh Huỳnh vừa đẹp trai, lương lậu ổn, nhà lại ở đây, cậu duyệt luôn đi. Nói linh tinh, tán tỉnh gì đâu chứ. Anh thật sự rất vui và hạnh phúc vì đã quen biết được em. Vâng à. Alo, ai vậy? Chào cô là cô Vân, phải không? Vâng, anh là... Tôi là nhân viên sửa điện thoại ở huyện Nam Hồng, cho tôi mạn phép được hỏi, đã bao lâu cô chưa gọi về cho bác nhà? Ý tôi là mẹ cô. Gọi về nhà ư? 3-4 tuần gì đó, sao anh lại hỏi vậy? Cô Vân này, hôm nay mẹ cô đã xuống chỗ chúng tôi nhờ lên sửa điện thoại. Sửa điện thoại ư? Đúng vậy, tuy nhiên tôi đến kiểm tra thì thấy điện thoại không vấn đề gì. Nhưng mẹ cô thì vẫn khăng khăng nói rằng nếu nó không hỏng, thì con gái của bác đã gọi điện về cho bác rồi, nhất định chiếc điện thoại đã bị hỏng. Sau đó tôi đành phải giả vờ thừa nhận đúng là chiếc điện thoại có vấn đề. Tôi đã xem nhật ký điện thoại, chỉ có một số duy nhất tôi biết đó là của con gái bác ấy. Và tôi đã gọi cho cô cuộc gọi này, có thể cô cảm thấy tôi hơi nhiều chuyện. Nhưng cô Vân à, tôi nghĩ rằng cô nên gọi về động viên, hỏi thăm bác nhà nhiều hơn, bởi vì tôi thấy mắt bác ấy đượm buồn, chắc là đã rất nhớ cô. Alo,
cô còn nghe tôi nói không? Vâng, vâng, tôi nghe hết rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Vâng, có chuyện gì sao em? Xin lỗi anh, em ra ngoài gọi điện có chút chuyện, anh chờ em một chút. Mẹ ơi, là con đây. Ôi, vâng, là con à. Đúng là chiếc điện thoại bị hỏng thật con à. Con đã gọi cho mẹ rất nhiều đúng không con? May quá, hôm nay mẹ đã gọi chú sửa điện thoại lên sửa rồi. Thật tốt quá. Vâng, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Ngày mai con được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ, mẹ à. Mai con sẽ bắt xe về sớm, mẹ đợi con nha. Con yêu mẹ lắm. Viên uống tái tạo da Hesanis, bí quyết tái sinh làn da, giúp da sáng mịn, trạng người. Hesanis, nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Giải thưởng đáng ngờ. Hướng à, hôm nay trường mình sẽ công bố kết quả cuộc thi viết văn bữa trước đấy. Tác phẩm thắng cuộc còn được gửi đi tham dự triển lãm tuần văn học thành phố nữa. Ừ, tớ rất là hy vọng. Đúng vậy, tài năng trẻ, cậu đã nhiều lần đạt các giải thưởng về văn học tại trường rồi. Lần này thắng lớn, nhớ khao một chầu cho người bạn thân này nhé. Nhất trí. Cái gì thế này? Không phải cậu, người thắng là cậu Dương kìa. Dương à, không thế nào. Từ xưa đến nay cậu ta có viết được tác phẩm nào đâu. Chắc là lại đạo văn rồi. Tớ phải làm rõ chuyện này. Này, nhà văn của thành phố Trần Dương, cậu nổi tiếng rồi. Cũng đừng quên mấy người bạn vô danh này đấy. Ít nhất là không được quên một chầu thật to cho bọn tớ đấy nhé. Đúng rồi. Làm sao mà thiếu các cậu được. Tối nay luôn nhé. Một chầu ăn uống và đi hát thả ga. Dương, cậu nói thật đi, có phải là tác phẩm của cậu hay không? Hay là cậu đã lấy tác phẩm của ai? Hướng đi à, sao cậu lại nói thế? Đó là tác phẩm của tôi. Vậy thì chắc chắn cậu đã giở trò gì đó rồi. Cậu không xứng đáng thắng cuộc thi này. Cậu... Chắc chắn là cậu đã lấy tác phẩm của người khác, hoặc dùng thủ đoạn nào đó chứ gì. Tôi nhất định sẽ làm cho rõ vụ này. Thưa thầy, em nghi ngờ kết quả này. Tại sao vậy? Thưa thầy, vì cậu Dương là người không có năng lực, lại rất lười biếng. Em biết cậu ta sẽ không thể viết được tác phẩm nào ra hồn. Chắc chắn cậu ta đã giở trò để thắng cuộc thi này. Em nói vậy có hơi vội vàng không? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em biết chứ ạ, em đã từng chứng kiến. Cậu ta rất mê các trò chơi điện tử, thường xuyên vào quán game. Cậu ta hay tụ tập ăn chơi. Những ngày nghỉ, cậu ta thường xuyên ngủ đến tận trưa mới dậy. Thưa thầy, một người lười biếng như vậy thì không xứng đáng đạt giải trong cuộc thi văn học này. Rõ ràng cậu ta đã dùng mánh khóe nào đó, hoặc công tác giám khảo có vấn đề ạ. Em có biết con vịt bơi như thế nào không? Thưa thầy, tại sao thầy lại đề cập đến chuyện con vịt? Không phải chúng ta đang nói đến chuyện bạn Dương sao ạ? Khi ta nhìn phần phía trên mặt nước của một con vịt đang bơi, ta sẽ thấy con vịt có vẻ rất ung dung, thoải mái. Thật ra, phía dưới nước, chân nó đang quẩy đạp liên hồi. Hướng à, Dương cũng vậy. Em thấy Dương thường xuyên ngủ đến trưa, nhưng em không thấy Dương thường xuyên thức đến sáng để học, để viết. Em thấy Dương vào quán game. Thật ra cậu ta tìm kiếm tư liệu cho bài viết của mình. Em thấy Dương tụ tập ăn chơi, nhưng em không biết đó là những buổi liên hoan nhóm các cây bút trẻ nghiệp dư của thành phố. Và lần nào tôi cũng được mời. Đây là tác phẩm của Dương, em thử đọc đi. Đúng là lời văn rất sắc sảo. Có lẽ là em không biết, Dương thường đem các tác phẩm mới của mình đến nhờ tôi góp ý. Trong tác phẩm này của Dương cũng chưa bao giờ được đem đi thi ở bất kỳ một cuộc thi văn học nào. Chúng ta không nên nhìn ngoài bề nổi mà đánh giá bất cứ điều gì, Hướng à. Em cũng là một cây viết rất tài năng. Tôi nghĩ nếu em và Dương cùng trao đổi, trò chuyện để hiểu nhau hơn, thì hai anh em sẽ có thể học hỏi nhiều điều từ nhau, cùng nhau hoàn thiện mình hơn đấy. Dạ, thế này thì em xin lỗi thầy. Em hồ đồ quá. Em cũng phải ra xin lỗi Dương mới được. Món quà đầu tiên. Con nhỏ này, hẹn mình từ 4 giờ mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thật là... Linh! Linh ơi!
Mình nè. Chờ mình lâu không? Lâu chứ sao không? Đang tính đi về nè. Thôi mà, cho mình xin lỗi nha. Biết sao đến muộn không? Tụi mình vừa đi lấy vé máy bay về. Vé máy bay á? Lấy cho ai? Lấy cho mình chứ cho ai? Báo cho cậu một tin nhé. Mình và người yêu sắp đi nước ngoài du lịch đấy. Đi nước ngoài du lịch á? Thật không vậy? Thật chứ sao không? Qua mùng 8 tháng 3 của anh ấy đấy. Hôm nay anh ấy lĩnh tháng lương đầu tiên. Chúng mình đi mua vé nên mới đến muộn. Cậu sướng thật đấy. Được người yêu tặng hẳn một chuyến du lịch. Ước gì tớ cũng được như cậu. Có gì mà phải ước. Người yêu cậu cũng mới đi làm ở công ty nước ngoài rồi còn gì. Nói anh ấy đưa hai người đi du lịch đi. Alo, em à, tối nay mình đi ăn nha. Hôm nay à? Sao, em bận rồi à? À, không, em có bận gì đâu. Anh tới đón em nha. Ừ. Mấy hôm nữa mới là 8 tháng 3, sao rủ mình đi chơi sớm thế nhỉ? À, hình như hôm nay anh ấy lĩnh tháng lương đầu tiên. Món ăn ở đây ngon quá nhỉ? Em thích là được rồi. Cảm ơn em. Gì thế anh? Tặng em nè, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Tặng em ư? Nhân dịp gì chứ? Nhân dịp mùng 8 tháng 3. 8 tháng 3 ư? Cảm ơn anh, nhưng đã đến mùng 8 tháng 3 đâu anh. Thì tặng trước cũng được chứ sao? Vì anh mới lĩnh tháng lương đúng không? Sao em biết? Đây là món quà anh tặng em bằng chính đồng lương đầu tiên của anh đấy. Anh, 8 tháng 3 này hay là chúng mình đi du lịch đi? Lâu lắm rồi em không được đi chơi đâu xa cả. Đi du lịch à, nghe cũng được đấy. Nhưng để dịp khác nha, 8 tháng 3 này anh có kế hoạch khác rồi. Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ? Anh bận rồi, kế hoạch cho tháng lương đầu tiên, không đi du lịch với em được. Để tháng sau anh thu xếp đưa em đi nhé. Nếu anh bận rồi thì thôi, đi đúng dịp 8 tháng 3 mới có ý nghĩa. Chứ để tháng sau còn nói làm gì. Thôi em về đây. Kìa, Linh. Em đừng thế mà. Anh xin lỗi. Anh chẳng coi em ra gì cả. Một ngày quan trọng như thế mà anh nói là bận. Anh có kế hoạch khác. Kế hoạch với ai chứ? Món quà đầu tiên anh tặng em đấy à. Em đã hy vọng biết bao nhiêu. Em đã hiểu lầm rồi. Anh... Em không muốn nghe. Anh định về nhà với mẹ. Mẹ cả đời vất vả nuôi anh ăn học. Anh chưa báo đáp được gì. Ngày đầu tiên anh đi làm, mẹ hạnh phúc đến trào nước mắt. Anh đã tự hứa với lòng mình, bao giờ lĩnh tháng lương đầu tiên, anh sẽ mua một món quà thật ý nghĩa, tự tay tặng mẹ. Thật, thật vậy sao? Anh làm gì có ai khác ngoài em chứ. Đối với anh, mẹ và em là hai người quan trọng nhất. Anh có thể dành hết phần đời còn lại để ở bên em. Còn mẹ thì... Ngốc à, sao anh lại không nói với em ngay từ đầu? Nếu biết rõ kế hoạch của anh ngay từ đầu thì em đã không như vậy rồi. Em có cho anh nói đâu chứ. Anh này, em đừng có giận anh nữa nhé. Giận chứ. Anh... Thế sao anh không đưa em về thăm mẹ luôn? Anh thật là ích kỷ. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.